chiến thần thánh y, đường tuấn. Ngay cả ám ma kiêu ngạo cũng có vẻ mặt nghiêm túc hơn rất nhiều. Dường như Trương Tĩnh Hòa rất hài lòng với biểu hiện của mọi người ở đây, ngạo nghế cười, nói, hôm nay tôi phụng mệnh tôn giả bắt đường tuấn trở về, tôi sẽ không tham gia trò chơi bia kỷ nguyên dành cho con nít này đâu, các người tự chơi đi. Không ít người có sắc mặt khó coi. Bọn họ liều mạng muốn chiếm một vị trí trên bia kỷ nguyên, nhưng Trương Tĩnh Hòa lại xem là trò chơi của con nít, điều này khiến cho bọn họ không khỏi có chút phẫn nộ. Nhưng bốn chữ phụng mệnh tôn giả giống như chuông hồng nổ tung bên tai bọn họ. Bọn họ không khỏi nhớ tới lời Trương Tĩnh Hòa nói ngay lúc đầu, sắc mặt chợt thay đổi. Đường Tuấn lại dẫn người giết chết Bạch Long thần quân. Là tôn giả nào? Đường Tuấn nhìn chằm Trương Tĩnh Hòa. Trương Tĩnh Hòa cười nói, đương nhiên là tôn giả Bạch Hổ. Đường Tuấn nói, ông ta không đích thân ra tay, lại phái anh đến sao? Trương Tĩnh Hòa thản nhiên nói, dựa vào anh, chưa xứng để tôn giả đích thân ra tay, tôi là đủ rồi. Đường Tuấn không khỏi lắc đầu, đồng thời càng chắc chắn suy đoán trong lòng mình. Xem ra anh còn muốn dẫy dụa. Ha ha, tôi cũng biết anh sẽ như vậy, cũng tốt, để tôi kiểm tra xem tu vi của anh thế nào, xem anh có thể đánh bại tôi giống như năm đó không. Em mờ thanh lạnh như băng của Trương Tĩnh Hòa nói xong, trực tiếp hướng về phía đường Tuấn. Audio điện tử võ tấn bền. Không tiếng động không khí tức, nhưng lúc này chân nhân khổng long, hàn bảo long ở bên cạnh đường Tuấn đều cảm giác được không gian xung quanh bị phong cấm, giống như cá trong băng hồ đông lạnh, hoàn toàn không thể động đậy. Ngay cả đạo nhất và ngao vấn thiên cách một khoảng cách đều cảm giác khó chịu. Đại thần thông không gian phong tỏa, sắc mặt đạo nhất và ngao vấn thiên đột nhiên thay đổi. Đại thần thông cũng phân cấp bậc, đại thần thông không gian phong tỏa là một trong những loại tương đối lợi hại. Trong lòng hai người họ đều khó chịu một trận, không địch lại đường Tuấn còn chưa tính, hiện tại tùy tiện xuất hiện một người lại có thực lực đủ để nghiền ép bọn họ, khiến bọn họ hoài nghi nhân sinh. Trong mắt Trương Tĩnh Hòa có vẻ khoái ý nhìn đường Tuấn. Nhiều năm trôi qua, thù năm đó cuối cùng phải báo, vì hôm nay mà anh ta đã phải trả giá rất nhiều. Đường Tuấn, đợi tôn giả hỏi tội anh xong, tôi muốn bóp chết anh từng chút một như con kiến, khiến anh hối hận khi bước vào đời. Sát ý trong mắt Trương Tĩnh Hòa tăng vọt. Sắc mặt Trương Tĩnh Hòa hơi thay đổi, chợt châm chọc nói, nhưng nhiều hơn tôi sao? Anh ta phất tay, đánh ra năm luồng sức mạnh, mỗi một luồng sức mạnh đều có thể phá núi lỡ đất. Những người ở đây đều lần nữa thay đổi sắc mặt. Căn nguyên phong, căn nguyên kim, căn nguyên hỏa, căn nguyên lôi điện, căn nguyên thổ. Năm luồng sức mạnh bản nguyên trọn vẹn, theo lời đồn chu tước thần quân chỉ có 3 luồng sức mạnh bản nguyên, mà hiện tại trương tính hòa lại triển khai ra 5 luồng sức mạnh bản nguyên, nhiều hơn chu tước thần quân hai luồng. Sắc mặt lôi vũ trắng bệch, vốn ông ta còn nghĩ căn nguyên lôi điện thuộc về riêng mình, nhưng không ngờ trương tính hòa cũng biết, thậm chí còn lợi hại hơn trong tay ông ta, điều này khiến lôi vũ sinh ra cảm giác thất bại nồng đậm sốt cuộc người này là ai sao có thể đáng sợ như vậy tên nhóc này ngoại trừ tôn giả thì còn có đối thủ sao năm luồng sức mạnh bản nguyên hình thành nên năm cột sáng trực tiếp xông về phía đường tuấn lập tức chấn động cực lớn tản ra bốn phía hào quang sáng trói mãnh liệt lần nữa nhét đầy phiến thiên địa này kết thúc rồi sao Mạnh tinh hà nhìn mảng chiến trường tràn đầy hào quang, lẩm bẩm nói. Trong lòng đám người Hàn Bảo Long, tạ hoàng đồng cũng trầm xuống. Trương Tĩnh Hòa cười lớn, nói, Đường Tuấn, anh không thật sự chết đó chứ, tôi vẫn chưa chơi đủ mà. Hào quang dần dần tiêu tán, Đường Tuấn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Phụt. Đường Tuấn trực tiếp nôn ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo muốn ngã. Chật chật, thật sự đáng thương quá nếu như chụp lại dáng vẻ này của anh rồi truyền về trái đất có lẽ sẽ có rất nhiều người vui đó trương tĩnh hòa trêu chọc nhìn đường tuấn anh ta lần nữa ngưng tụ năm luồng sức mạnh bản nguyên phân biệt bám vào năm ngón tay của mình khẽ cười nói lần này xem anh có thể thoát khỏi ngũ chỉ sơn của tôi hay không đường tuấn trận chiến của chúng ta cuối cùng vẫn là tôi thắng năm luồng sức mạnh bản nguyên bất đồng ngưng tụ trên ngón tay trương tĩnh hòa dưới sự khống chế tâm niệm của anh ta dần dần quấn quanh cùng một chỗ, hình thành hình dạng của một ngọn núi. Ý khinh miệt trong ánh mắt hiển lộ không thể nghi ngờ. Anh ta vung tay lên, căn nguyên ngọn núi lập tức bị anh ta đánh ra ngoài. Mặc dù căn nguyên ngọn núi chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng trên đó phát ra uy năng còn đáng sợ hơn so với lôi thần trước đó thi triển. Muốn liều mạng giấy rụa à, đừng để tôi đánh chết đó. Hai tay trương tính hòa ôm ngực, thiện ý nhắc nhở ở bên cạnh ầm ầm một tiếng, căn nguyên ngọn núi đụng vào ngực đường Tuấn, sau đó hào quang ngũ sắc tràn ngập thiên địa, lần nữa bao phủ đường Tuấn. Trên mặt trương tĩnh hòa từ đầu đến cuối đều mang theo ý cười, lúc này nhìn về phía tạ Hoàng Đồng và Hàn Bảo Long có vẻ mặt khẩn trương, nói yên tâm, lát nữa sẽ đến lượt các người. Anh ta còn nhớ rõ sự nhục nhã năm đó. Tạ Hoàng Đồng, Hàn Bảo Long giận dữ nhìn Trương Tĩnh Hòa. Tạ Hoàng Đồng nói, năm đó nên giết chết anh sắc mặt trương tính hòa hơi trầm xuống, vung tay lên, đánh tạ hoàng đồng bay ra ngoài. Trong tiếng răng rắc, xương cốt toàn thân tạ hoàng đồng đứt gãy mấy cái, trong miệng hộp máu không ngừng. Anh ta thản nhiên nói, đừng nói năm đó với tôi. Tôi chỉ biết hiện tại tôi có thể bóp chết hai người như bóp chết một con kiến. Mọi người trong sân đều chấn động nhìn Trương Tĩnh Hòa. Từ lúc bắt đầu xuất hiện, Trương Tĩnh Hòa đã giải thích cho bọn họ cái gì gọi là mạnh mẽ. Đường Tuấn đủ lợi hại, nhưng trong tay anh ta, ngay cả lực trả đòn cũng không có. Bọn họ không khỏi nhìn về phía hào quang ngũ sắc, Đường Tuấn có thể sống sót sao? Hào quang ngũ sắc dần dần tiêu tán, bóng dáng Đường Tuấn dần dần hiện ra. Tí tách. Máu tươi từ trên người anh không ngừng nhỏ xuống, rơi vào trong phiến không gian này, âm thanh rất rõ ràng. Bọn họ có thể nhìn thấy thân thể Đường Tuấn giống như đồ sứ bị đánh xuất hiện vô số dấu vết nứt nẻ lần nữa bị thương nặng mọi người hít một hơi khí lạnh không khỏi cảm thấy đồng tình với đường tuấn sau khi đánh bại lôi vũ đường tuấn trở thành ngôi sao sáng nhất trong lần xếp hạng lại bia kỷ nguyên lần này đứng thứ ba nhưng lúc này lại bị đánh như một con chó chết rơi từ trên cao xuống đáy thung lũng ha 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 cậu ta đáng đời đánh chết cậu ta đi Mạnh Tinh Hà cười to nói. Chân nhân Thái Huyền cũng lộ ra ý cười, trong mắt hiện ra vẻ khoái ý. Trương Tĩnh Hòa nghe vậy, lắc đầu, mỉm mai cười nói, anh thật sự là khiến người ta chán ghét trước sau như một. Lúc này Đường Tuấn không có tâm tư đánh nhau với Trương Tĩnh Hòa, bởi vì đan hoàn thần bí đột nhiên mất khống chế. Anh tu luyện pháp luyện châm cứu thần bí mấy loại căn nguyên, còn có hỗn độn thần văn, đều ở trong đan hoàn thần bí. Có thể nói hơn phân nửa thực lực của anh đều đến từ đan hoàn thần bí. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt can nguyên ngọn núi đụng phải anh, anh muốn dùng thúc dục đan hoàn thần bí chặn lại, lại hoảng sợ phát hiện đan hoàn thần bí không nghe anh khống chế. Dường như có một ý chí khác đang điều khiển đan hoàn thần bí. Phát hiện này khiến Đường Tuấn cảm thấy vô cùng sợ hãi, thậm chí bất chấp chiến đấu với Trương Tĩnh Hòa. Trong loạn này còn đáng sợ hơn so với địch ngoài nếu như không cách nào khống chế đan hoàn thần bí thì anh đấu với trương tính hòa sẽ phải thua thậm chí là chết trương tính hòa nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của đường tuấn cho rằng đường tuấn sợ thực lực của anh ta không khỏi đắc ý cười nói vì xem biểu cảm này của anh mà không biết tôi đã chờ bao lâu nhưng sau ngày hôm nay mọi thứ sẽ kết thúc một căn nguyên ngọn núi lần nữa ngưng tụ ở trong lòng bàn tay anh ta anh ta từng chút từng chút ép đường tuấn tạ hoàng đồng hàn bảo long bị khí tức trương tính hỏa ép đến không cách nào nhúc nhích mà mấy người chân nhân khổng long dường như bị dọa cho choáng váng không dám ra tay nhưng đúng lúc này một âm thanh đột nhiên vang lên xem ra mấy lão già đó đã bồi dưỡng ra một mầm non không tồi suốt lời một bóng dáng như quỷ mị xuất hiện trong phiến không gian này một thân y bào đỏ thẫm biểu cảm lạnh lùng như sắt ngạo nghễ đứng trước mặt đường tuấn chu tước thần quân Nhìn thấy người này, cho dù là cổ ma tộc hay là người tu hành bản kỷ nguyên, thì sắc mặt đều thay đổi. Cho dù là kỷ nguyên này hay là kỷ nguyên trước, có thể nói tên của Chu Tước Thần Quân không ai không biết. Chiến lực của ông ta vô song, có thể vượt biên giết tôn giả, sáng tạo ra một kỳ tích. Ông chính là Chu Tước. Trương Tĩnh Hòa dừng bước, lông mày khẽ nhíu, anh ta không có biểu hiện kính sợ giống những người khác, ngược lại ánh mắt mang theo ý tứ khiêu khích. Chu Tước Thần Quân quay đầu lại nhìn thoáng qua Đường Tuấn, nói cậu không sao chứ? Đường Tuấn cười khổ một tiếng, nói hơi nghiêm trọng. Nếu vấn đề của đan hoàn thần bí không được giải quyết, thì tất cả những nỗ lực của anh đều lãng phí. Sắc mặt Chu Tước Thần Quân ngưng lại, nói cậu có thể tự giải quyết không? Đường Tuấn suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu, chỉ lo lắng nhìn về phía Trương Tĩnh Hòa. Chu Tước Thần Quân cười nói, yên tâm đi có ta ở đây, cậu ta không đụng được cậu đâu. Đường Tuấn nghe vậy, lập tức yên lòng, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng trong hư không, tâm thần chìm vào đan hoàn thần bí, không để ý tới chuyện gì khác. Chu Tước, ông ngông cuồng quá rồi. Trương Tĩnh Hòa cực kỳ bất mãn nói. Mặc dù anh ta biết thực lực của Chu Tước rất mạnh, nhưng rất có lòng tin với thực lực của mình. Chu Tước xuất hiện, anh ta cũng sẽ có một trận chiến với đối phương, tranh đoạt danh tiếng đệ nhất thần quân dù sao Chu Tước Thần Quân cũng là đệ nhất thần quân của hai kỷ nguyên, nếu có thể đánh bại ông ta, cũng tương đương với việc chứng minh thực lực của mình. Một khi đánh bại Chu Tước thì anh ta sẽ rất vững vàng với kế hoạch tiếp theo. Nhưng người tùy ý như Chu Tước Thần Quân không chút để ý đến thái độ của anh ta, khiến cho Trương Tĩnh Hòa không khỏi sinh ra tức giận. Chu Tước, nếu ông có lòng tin như vậy, vậy thì tiếp một chiêu của tôi đi. Trương Tĩnh Hòa hừ nặng, sau đó đập căn nguyên ngọn núi về phía Chu Tước Thần Quân. Ông chỉ ngưng tụ được 3 loại bản nguyên, mà tôi có thể triển khai ra 5 loại sức mạnh bản nguyên. Cho dù thời gian tu luyện của ông lâu hơn tôi, thì cũng không cách nào xem thường chiêu này của tôi. Trương Tĩnh Hòa thản nhiên nói. Trong giọng điệu còn mang theo tự tin rất lớn. Chu Tước Thần Quân nói, sức mạnh bản nguyên cũng không phải càng nhiều càng tốt. Ông ta đưa một ngón tay ra, Đầu ngón tay hiện lên một ngọn lửa đỏ thắm. Cong ngón búng ra, ngọn lửa màu đỏ thắm lập tức bắn ra ngoài. Chậc. Chỉ là căn nguyên hỏa mà thôi, cũng muốn đối kháng với căn nguyên ngọn núi sao? Trương Tĩnh Hòa khinh thường cười cười. Nhưng điều khiến người ta khiếp sợ đã xảy ra. Ngọn lửa đỏ thắm trông không chút thu hút nào trực tiếp xuyên qua căn nguyên ngọn núi, căn nguyên ngọn núi bốc cháy sau đó hóa thành nguyên khí thiên địa, tiêu tán trong thiên địa đây. Nụ cười của Trương tính Hòa cứng đơ, trong con người tràn ngập vẻ không dám tin. Chu Tước Thần Quân vẫn có dáng vẻ điềm đạm bình tĩnh, nói, năm luồng căn nguyên hoàn toàn không phải do cậu tự lĩnh ngộ, mà là những lão giả đó bố thí cho cậu. Uy lực có thể triển khai đã sớm bị hạn chế. Kẻ dự bị, tới đây. Lời của Chu Tước Thần Quân vô cùng chói tai khiến Trương Định An cảm thấy rất khó chịu. Anh ta vốn dĩ còn cho rằng bản thân mình là người độc nhất trong cả vạn người, hóa ra lại chỉ là người dự bị cho kẻ khác. "Tôi không tin." Trương Định An trầm giọng nói. Ngoài miệng nói không tin, nhưng trong lòng thì đã rõ. Chu Tước Thần Quân cười nói, "Tùy cậu." Trương Định An căm giận nhìn Chu Tước Thần Quân, anh ta rất muốn tiếp tục chiến đấu một lần nữa, nhưng lý trí lại nói cho anh ta biết, anh ta chắc chắn không phải là đối thủ của Chu Tước Thần Quân. Bất luận là thực lực hay khí thế, Chu Tước thần quân đều mạnh hơn anh ta. Anh ta nhìn về phía Đường Tuấn, nói anh ta là người mà những vị tôn giả kia muốn, ông xác định muốn bảo vệ anh ta sao? Chu Tước thần quân nhíu mày, nói, năm đó, mấy lão giả kia đã gây ra chuyện như vậy ở trái đất. Cậu cũng là người của trái đất, không những không cùng chung mối thù với Đường Tuấn, mà còn muốn bắt cậu ấy. Như vậy hợp lý sao? Trương Định An nói, tôn giả không tiêu diệt trái đất đã là quá nhân từ. Năm ấy đều là những người đó tự làm tự chịu, nếu như bọn họ chịu thuận theo, trái đất làm sao có thể ảm đạm đến mức đường này. Bọn họ là tội nhân của trái đất, đường Tuấn bảo vệ bọn họ cho nên anh ta cũng là tội nhân. Ngu rốt hết thuốc chữa, Chu tước thần quân lắc đầu, không muốn tiếp tục đôi co với Trương Định An. Đến ngay cả quê hương của mình mà còn ruồng bỏ được, vậy thì trên con đường tu hành, chỉ sợ anh ta đã sớm quên mất sơ tâm. Hai người rằng co, bầu không khí lập tức trở nên trầm trọng. Hừ, hôm nay tạm tha cho anh ta. Trương Định An lạnh lùng hừ một tiếng, hóa thành một luồng sáng rồi biến mất. Anh ta đã mang đạo nhất thần tử đi rồi, chân nhân Thái Huyền bỗng nhiên hô lên. Đạo nhất đã không còn thấy đâu nữa, sắc mặt Chu tước thần quân trở nên nghiêm trọng, trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này, ở trên vị trí cao nhất của bia kỷ nguyên một luồng ánh sáng vụt qua người đứng thứ nhất chu tước thần quân đối với xếp hạng này không có ai bàn cãi gì chu tước thần quân nhìn về phía đường tuấn vẻ mặt dần nghiêm túc cuối cùng ngồi xuống bên cạnh đường tuấn trở thành người bảo vệ cho anh trong vòng tròn thần bí thế nhưng lại có một không gian khác lúc trước vượt qua tiên quang cấm kỵ trong thân thể anh lập tức xuất hiện vòng tròn thần bí đối với bảo vật được chủ nhân của phong ma xem như tiên khí tối cao này cho đến bây giờ hiểu biết của đường tuấn về vòng tròn thần bí mới chỉ dừng lại ở mặt ngoài còn về phần không gian có ở bên trong anh cũng không rõ ràng chỗ không gian này chỉ có một màu trắng thuần nhất trắng đến lóa mắt khiến người ta không nhìn thấy rõ ràng được anh là ai sau khi im lặng một lúc đường tuấn lên tiếng không có người đáp lại anh rốt cuộc là ai Đường Tuấn có chút bực bội. Theo anh suy đoán, người làm cho sức mạnh của vòng tròn thần bí kia bị mất khống chế chính là đang ở trong không gian này. Tôi. Bỗng nhiên, một âm thanh hờ hững vang lên, không có bất kỳ cảm xúc nào, tôi chính là đạo trời. Thân người Đường Tuấn chấn động, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin. Thật sự có thứ như đạo trời này sao? Trong ánh mắt kinh hãi của anh, một gương mặt mơ hồ chậm rãi xuất hiện trong mảnh không gian trắng xóa gương mặt cũng chỉ có một sắc trắng thuần khiết, nếu không nhìn cẩn thận thì gần như sẽ không thể nhìn ra. Gương mặt rất kỳ lạ, giống như hòa nhập với không gian, biến hóa không ngừng. Lúc này, người kia giống như một thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân, nhưng trong nháy mắt lại trông có vẻ giống một người đàn ông cường tráng. Thứ duy nhất không thay đổi chính là cặp mắt hờ hững kia. Loại cảm giác này thật sự quá quỷ dị. Gương mặt nhìn chằm chằm đường Tuấn, chậm rãi nói, giao anh cho tôi đường tuấn trao mày lại nói chính là anh đã làm vòng tròn bị mất khống chế gương mặt nói nó vốn dĩ chính là tôi cũng chỉ nghe theo lệnh của tôi anh chẳng qua cũng chỉ là đi mượn mà thôi hiện giờ vật đã trở về với chủ cũ đường tuấn thật sự muốn mắng người vòng tròn mất khống chế thiếu chút nữa làm anh mất mạng dưới đòn công kích của trương định an mà cái thứ sinh vật tự xưng là đạo trời này lại bày ra dáng vẻ điều đó là đương nhiên có điều anh chợt hiểu ra, đây có lẽ là kết quả mà nó mong muốn. Một khi anh chết, nó sẽ có thể khống chế được thân thể của anh. Vọng tưởng Đường Tuấn lạnh lùng nói, anh căn bản không phải là đạo trời. Anh dần ngẫm ra, nếu người này thật sự là đạo trời thì anh không thể nào sống được đến hiện tại, hơn nữa càng không cần phải dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để tính kế anh. Chỉ là, rốt cuộc tên này có lai lịch như thế nào? Hư dám làm trái với ý trời, tôi sẽ ban cho anh cái chết. Giọng nói của gương mặt lộ ra sự tức giận. Trong phút chốc, mảnh không gian bắt đầu trở nên méo mó giống như tờ giấy bị ai bóp nặn. Tôi mặc kệ anh là thứ gì, nhưng đừng hòng nghĩ đến việc khống chế được thân thể của tôi. Đường Tuấn khẽ gầm. Thiếu chút nữa đã bị kẻ khác giết chết, cho dù tính tình của anh có tốt đi chăng nữa cũng khó mà tránh khỏi tức giận cuống hồ cái sinh vật không biết tên này còn muốn khống chế thân thể của anh anh làm sao có thể nhẫn nhịn được lúc này đường tuấn không có pháp lực chỉ có thần niệm thần niệm giống như thủy triều trào ra nhưng không làm nên chuyện gì thần niệm to lớn tựa như bị hút vào một cái động đen ngòm không có bất kỳ phản ứng lại nào sắc mặt đường tuấn nhanh chóng thay đổi tôi đã nói với anh tôi chính là đạo trời là vô địch gương mặt thản nhiên nói đạo trời cái đầu anh, đường tuấn tức giận mắng. Nhưng điều đó cũng không làm nên vấn đề gì, anh cảm nhận được thần niệm của chính mình đang dần dần yếu đi. Anh có loại cảm giác, một khi thần niệm hoàn toàn tiêu tán, anh cũng sẽ chết trong không gian này. Đến lúc đó, anh không còn là anh, mà là cái sinh vật không biết tên kia sẽ khống chế thân thể anh. Ngu xuẩn, gương mặt hờ hững bình luận về hành động của đường tuấn. Khi thần niệm sắp biến mất một nửa, đường tuấn chợt nảy ra một ý nghĩ mảnh không gian lập tức không còn vặn vẹo. Suốt cuộc gương mặt lạnh lùng kia cũng không duy trì được vẻ bình tĩnh nữa mà giống lên, anh làm cái gì vậy? Mau dừng lại. Rào rào. Mảnh không gian vỡ nát. Đường Tuấn nhìn thấy vòng tròn thần bí, thần niệm của anh lập tức rời khỏi mảnh không gian. Chỉ là lúc này vòng tròn thần bí trống rỗng, không có bất luận dấu vết căn nguyên nào. Vài loại căn nguyên chi lực, nuốt chừng, sinh mệnh, ngũ hành, Hỗn loạn từ trong vòng tròn thần bí thoát ra ngoài, vây quanh vòng tròn thần bí. Đường Tuấn cười nói, may mắn có anh nhắc nhở tôi. Tuy rằng không biết anh làm thế nào để khống chế vòng tròn, nhưng căn nguyên chi lực lại đến từ chính bản thân tôi. Chỉ cần không có căn nguyên chi lực, vậy thì sự uy hiếp của anh cũng không lớn. Một gương mặt từ trong vòng tròn thần bí chậm rãi hiện ra. Nhìn thấy gương mặt này, Đường Tuấn đột nhiên ngẩn ra. Tuy rằng anh chưa gặp qua gương mặt này nhưng nó lại cho anh một loại cảm giác rất quen thuộc. Anh từ đó dường như có thể thấy được chủ nhân của phong ma, lại dường như nhìn thấy hận thiên, lại giống như thấy được bạch long thần quân. Chẳng lẽ vòng tròn thần bí đã thôn tính những người đó, sau đó cũng sẽ lấy loại trạng thái này để tiếp tục tồn tại. Trong lòng đường tuấn bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ như vậy. Nếu đúng là như thế, vậy thì vòng tròn thần bí kia quả thật quá tả ác. Đáng chết, anh dám chống lại trời, gương mặt hung tợn nói. Đường Tuấn lười phải tiếp tục nghe gương mặt này nói chuyện. Vừa nghĩ đến đây, vài loại căn nguyên chi lực đã vây quanh gương mặt, diệt trừ từng chút một. Tôi là người bất tử, trước khi biến mất, gương mặt kia giống to. Cuối cùng, trong đàn điền chỉ còn lại có vài loại căn nguyên, còn có vòng tròn thần bí đang khẽ xoay tròn. Chủ nhân của phong ma từng nói vòng tròn thần bí là tiên khí, Đường Tuấn cũng từng tin tưởng nhưng sau khi xảy ra chuyện như vậy anh bắt đầu cảm thấy hoài nghi lần này may mắn nên anh mới kịp thời phát giác nếu không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng trong lòng đường tuấn chưa hết sợ hãi lần này quả thật vẫn còn khá may mắn anh thở dài tâm thần rời khỏi đan điền sau khi do dự anh vẫn đem những căn nguyên chi lực đó giấu lại vào vòng tròn thần bí cậu thế nào rồi đường nhiêu vừa mở mắt chu tước thần quân đang ngồi bên cạnh bảo vệ anh vội vàng hỏi Đường Tuấn gật đầu, nói tạm thời không có việc gì. Anh nhìn bốn phía, tu hành giả xung quanh đã ít đi rất nhiều, chỉ còn lại chân nhân khổng long, hàn đông ly, tạ phù giao và một ít người có quan hệ tương đối thân thiết với anh ta còn ở đó. Đương nhiên ngoài bọn họ thì còn có vài thành phần thích xem náo nhiệt. Sắc mặt chu tước thần quân khẽ thay đổi, không lập tức trả lời vấn đề này ngay mà trầm giọng nói chúng ta trở về trước đã. Trong chiến trường kỳ nguyên có tổng cộng 80 tòa căn cứ, gọi theo 8 chữ thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. 80 tòa căn cứ lại chia làm 4 tầng lớp trên và 4 tầng lớp dưới. 4 tầng lớp căn cứ trên nhìn bên ngoài thì có vẻ như được các tiểu tôn giả khống chế, nhưng người khống chế thực sự lại là nhóm tôn giả đứng sau lưng bọn họ. Nhưng cũng có một vài tầng lớp căn cứ trên là ngoại lệ, ví dụ như căn cứ thiên nhị là do chu tước thần quân khống chế. Vừa tiến vào căn cứ thiên nhị, Đường Tuấn đã lập tức cảm giác được nguyên khí trời đất vô cùng dày đặc. Sau đó, sắc mặt anh chợt biến đổi, hô lên thất thanh, đây là căn nguyên chi lực. Vậy mà tại trong căn cứ này, anh lại cảm ứng được căn nguyên chi lực yếu ớt. Nhưng không phải chỉ có căn nguyên không gian mới có thể cảm ứng được căn nguyên chi lực hay sao? Chu Tước Thần Quân chậm rãi nói, điều cậu cảm ứng được không sai. Trong 10 tòa căn cứ cấp chữ thiên đều tồn tại căn nguyên chi lực yếu ớt. Có người từng suy đoán, 10 tòa căn cứ này có một mối liên quan nào đó với căn nguyên không gian, hoặc cách căn nguyên không gian rất gần, cho nên mới sẽ có loại tình huống này xảy ra. Nhưng suy đoán này đến nay vẫn chưa được chứng thực. Tuy rằng căn nguyên chi lực có thể cảm ứng được rất yếu ớt, nhưng nó thật sự có lợi ích đối với việc tu hành. Có điều, trung tâm căn cứ chỉ có thể chứa nhiều nhất được hai người tu hành mà thôi. Trong mắt đường Tuấn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Những tu hành giả có thân phận học trò của Cung Hỗn Nguyên cứ cách một đoạn thời gian thì có thể tiến vào căn nguyên không gian để lĩnh ngộ căn nguyên. Tất cả những tu hành giả đều coi cơ hội này như châu bảo, hận không thể mỗi lần dừng lại ở đó nhiều hơn một lát. Nhưng điều ấy là không thể vì vừa đến thời gian, căn nguyên không gian sẽ lập tức đẩy tu hành giả ra ngoài. Mà hiện tại lại có một nơi có thể để cho tu hành giả luôn cảm ứng được căn nguyên chi lực như này, đây quả thật là nơi tuyệt vời để tu hành. Chu Tước Thần Quân nói, tuy rằng có thể cảm ứng được căn nguyên chi lực, nhưng loại cảm ứng này rất yếu ớt. Tu luyện ở đây hơn 10 ngày mới bằng một giờ tu luyện trong căn nguyên không gian. Lúc nói chuyện, Chu Tước Thần Quân dẫn theo đường Tuấn đi vào trung tâm tòa căn cứ này. Bởi vì đã thiết kế chế độ cấm nên chỉ có Chu Tước Thần Quân mới có thể dẫn người tiến vào. Có hai chiếc đệm hương bồ được đặt ở giữa trung tâm trận pháp. Chu Tước ngồi xuống một chiếc đệm hương bồ trước, sau đó ra hiệu cho đường tuấn ngồi xuống chiếc đệm còn lại đường tuấn ngồi xuống lập tức cảm giác được căn nguyên chi lực như có như không chu tước thần quân nói không sai loại cảm ứng này thật sự quá yếu ớt nhưng lại rất lâu dài lúc trước cậu hỏi tôi vấn đề về tiên khí bởi vì nó liên quan đến một vài bí mật cho nên tôi không lập tức trả lời cậu sắc mặt chu tước thần quân trở nên nghiêm túc mở bàn tay ra đầu một cây thương đỏ rực lửa xuất hiện ở trong lòng bàn tay anh tay cây thương này chính là một bộ phận của tiên khí ngón tay của chu tước thần quân lướt nhẹ qua cây thương đỏ rực lửa trầm giọng nói đây là thứ mà tôi đổi được ở cung hỗn nguyên cung hỗn nguyên có thể đổi vật phẩm đây là lần đầu tiên đường tuấn nghe thấy điều này chu tước thần quân nói có thể nhưng điều kiện rất khắt khe hơn nữa cũng không rõ ràng tôi là do may mắn mới có thể có được người khác đều cho rằng bởi vì tôi là học trò của cung hỗn nguyên nên thực lực tiến bộ nhanh như vậy nhưng thật ra, đó là vì nửa cây tiên khí này. Anh ta đưa đầu cây thương đỏ rực như lửa cho Đường Tuấn, nói, nghe nói tiên khí là binh khí thần thánh mà thiên quân mới có thể sử dụng được. Căn nguyên ẩn chứa bên trong tiên khí chắc chắn rất nhiều, hơn nữa trong đó còn chứa cả linh khí thần tiên. Chỉ có thỏa mãn hai điều kiện này thì mới có thể gọi là tiên khí. Nắm lấy đầu cây thương đỏ rực lửa, Đường Tuấn ngay lập tức cảm ứng được ba loại căn nguyên chi lực, lần lượt là căn nguyên của lửa, nước và gió. Ba loại căn nguyên chi lực đều vô cùng dồi dào, hình thành nên một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Không chỉ có như thế, trong đó còn có một ít khí tức không thể nói rõ. Khí tức này áp đảo tất cả nguyên khí trời đất phía trên, đây có lẽ chính là linh khí thần tiên mà Chu Tước Thần Quân đã nói. Chu Tước Thần Quân khẽ thở dài, nói tuy rằng ba loại căn nguyên của lửa, nước, gió có thể hình thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, nhưng loại tuần hoàn này rất dễ bị phá hỏng giống người thầy đó của cậu đã lĩnh ngộ căn nguyên ngũ hành một khi ngũ hành hợp lại thành một thì vòng tuần hoàn mới thật sự được xem là ổn định đến lúc đó thầy của cậu có thể bước vào cảnh giới tôn giả có thể bái ông ấy làm thầy đó thật sự là may mắn của cậu thực ra tôi còn muốn mượn cơ hội lần này để gặp mặt thầy của cậu một lần không nghĩ tới ông ấy lại không hề xuất hiện lần tới còn phải nhờ cậu giới thiệu một chút mới được sắc mặt chu tước thần quân lộ ra vẻ tiếc nuối Đường Tuấn cảm thấy không còn lời nào để nói, do dự có nên nói cho ông ta biết sự thật hay không. Bỏ đi, chờ đến khi tiến vào căn nguyên không gian sẽ nói rõ ràng với ông ta sau vậy. Một lần nữa đặt sự tập trung lên đầu cây thương đỏ rực lửa, Đường Tuấn rất nhanh đã nhíu mày lại. Đặc tính của vòng tròn thần bí và nửa cây tiên khí này chênh lệch rất lớn. Dấu vết của căn nguyên chi lực trên vòng tròn thần bí quá nhiều, hơn nữa lại không có linh khí thần tiên, hoàn toàn không được tính là tiên khí trả lại đầu cây thương đỏ rực lửa cho chu tước thần quân đường tuấn trầm ngâm một lát rồi đột nhiên hỏi thần quân còn có thứ gì có thể so sánh với binh khí thần thánh tiên khí không chu tước thần quân suy nghĩ một lát nói ma khí của tộc cổ ma còn có vũ khí thời thượng cổ nhưng cấu tạo của chúng về cơ bản khá giống nhau cậu hỏi về những thứ này để làm gì chẳng lẽ cậu cũng có được một tiên khí đường tuấn nghe vậy thì lắc đầu trong lòng thở dài Xem ra không có biện pháp nào để tìm hiểu tin tức về vòng tròn thần bí kia từ Chu Tước Thần Quân. Mấy ngày này, cậu tạm ở lại nơi này của tôi trước. Một thời gian nữa, Cung Hỗn Nguyên sẽ bắt đầu bài kiểm tra cho top 100 người có tên trên bia kỷ nguyên, cậu cũng nên chuẩn bị cẩn thận một chút. Trong khoảng thời gian này, nếu có vấn đề về tu vi, tôi có thể giúp cậu giải quyết." Chu Tước Thần Quân nói, "Đương nhiên, có người thầy kia của cậu, việc cần nhờ đến tôi chắc cũng không nhiều." tôi thật sự rất mong chờ có thể gặp mặt thầy của cậu một lần. đường tuấn cảm ơn chu tước thần quân. anh không dám tiếp tục nói chuyện về đề tài này nên hỏi. lúc trước thần quân nói trương định an là người dự bị. chuyện này là thế nào? sắc mặt chu tước thần quân lạnh lùng, nói, bất luận là tôn giả hay ma tôn của kỷ nguyên, bọn họ hiện giờ đều đang thăm dò ngộ của thiên quân hoàn vũ. cho nên bọn họ cần phải có một người phát ngôn đắc lực, giúp bọn họ xử lý việc vặt vãnh. Lúc đó bọn họ tìm tới tôi nhưng đã bị tôi từ chối. Trương Định An có lẽ cũng là một trong những người được lựa chọn. Có điều cậu yên tâm, tuy rằng thực lực bây giờ của cậu ta lợi hại hơn so với cậu, nhưng cậu ta cũng đã không còn tiềm lực gì. Mộ của thiên quân Hoàn Vũ, chẳng lẽ là Hoàn Vũ tuyệt địa, sắc mặt đường Tuấn chợt thay đổi. Chu Tước Thần Quân trầm giọng nói, không sai, Hoàn Vũ tuyệt địa chính là nơi nhập mộ cho thiên quân. Nhóm tôn giả vì muốn là người đầu tiên cướp được nên đã sử dụng đại thần thông tê để tiến vào trước. Nhưng mộ của thiên quân nào có phải là nơi dễ tiến vào như vậy. Bọn họ hiện tại đã bị nhốt lại ở bên trong mộ của thiên quân, chỉ có thể dùng hóa thân và ảo ảnh để xuất hiện trước mặt người khác. Kết tập 199